quý vị, các bạn và Kem Thiếu Nhi đang cùng đến với một trò chơi mới lạ, độc đáo và hấp dẫn, lần đầu tiên xuất hiện trên sóng HTV, chương trình Tìm Người Thông Minh. Là một trò chơi trên truyền hình mang tính trắc nghiệm kiến thức dành cho đối tượng là các em học sinh từ 9 đến 12 tuổi. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Mesa thực hiện. Và thưa quý vị, để trở thành một trong 8 thí sinh tham gia chương trình, các em đã phải trải qua một đợt tuyển chọn kiến thức, và để có thể chiến thắng ở các vòng thi cũng như vòng chung kết sau cùng, đòi hỏi các em phải có nền tảng kiến thức vững vàng, không chỉ với các môn học ở nhà trường mà còn kiến thức tự nhiên, kiến thức xã hội. Và trên tay tôi là chiếc cúp rất đẹp, chiếc cúp vô địch dành đến thí sinh xuất sắc nhất của chương trình Tìm Người Thông Minh, cùng với phần học bổng là một khóa du học hè tại Úc trị giá 75 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và làm quen với các thí sinh của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta cũng phát sóng trùng với ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phương Thảo xin được gửi đến những người phụ nữ, những người bà, người mẹ, người chị lời chúc cho những gì tốt lành nhất, luôn là những đóa hoa xinh tươi, tỏa hương khoe sắc cho cuộc sống gia đình, xã hội. Và bây giờ cũng là những thí sinh nữ tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào chị Phương Thảo. Ước mơ sau này của em là trở thành cô giáo để truyền đạt kiến thức lại cho các bạn học sinh. Và thí sinh tiếp theo. Em xin chào chị Phương Thảo, em tên là Võ Nguyễn Hoa Linh, học sinh lớp 43 trường Tiểu học Nguyễn Xuân ở quận Gò Vấp. Em đến đây để học hỏi và giao lưu, xin các bạn cổ vũ cho em. Gặp gỡ thí sinh tiếp theo Phạm Nguyễn Hà My. Xin chào chị Phương Thảo, em tên là Phạm Nguyễn Hà My, em học lớp 43 trường Tiểu học ở Thành Toản. Ước mơ sau này của em là trở thành một giáo viên. Thí sinh tiếp theo Ngô Thiên Thanh. Em tên là Ngô Thiên Thanh, lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Kim. Sở thích của em là đọc sách và vẽ truyện. Em xin chào chị Phương Thảo, em tên là Lan Thị Anh, em học lớp 42 trường Nguyễn Mới Ngọc. Em đến đây để giao lưu và bổ sung thêm kiến thức chưa học được ở trường. Em cũng muốn học hỏi cách đi đứng chào hỏi của chị Phương Thảo, vì em muốn được làm MC. Và giờ đây là thí sinh kế tiếp. Em tên là Nguyễn Ngọc Kim Con, học sinh lớp 4B trường Tiểu học Xuân Khéo. Mục đích em tới với chương trình này vì em muốn học hỏi thêm nhiều kiến thức chưa biết và làm quen thêm nhiều bạn mới. Thí sinh thứ bảy của chương trình hôm nay. Em tên Lê Thị Tuyết Linh, học lớp 3 trường Tiểu học Tân Hương, quận Tân Phú. Ước mơ sau này em sẽ làm ca sĩ để mang giọng hát của mình phục vụ cho tất cả mọi người. Và thí sinh cuối cùng của Tìm Người Thông Minh. Em tên là Trần Nguyễn Quỳnh Sơn, học lớp 4B trường Tiểu học Tân Sơn. Ước mơ sau này lớn lên sẽ là một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Chúng ta đã vừa gặp gỡ và làm quen với các thí sinh của chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng ủng hộ các thí sinh để bước vào vòng 1 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Đưa ra 9 câu hỏi mang kiến thức tổng quát. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 lựa chọn trả lời 1, 2, 3, 4 ứng với các phím trên bàn phím của thí sinh. Trong thời gian 5 giây từ khi tôi đọc xong câu hỏi, các thí sinh sẽ bấm phím trả lời. Trả lời đúng ghi được 1 điểm, sai không có điểm. Và sau vòng 1 thì chúng ta sẽ chọn ra 6 thí sinh tiếp tục đến với vòng 2 của chương trình. Lúc này các thí sinh đã sẵn sàng chưa? Và câu hỏi dành đến các em. Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới bay vào vũ trụ là người nước nào? Mỹ, Liên Xô, Nhật, 5 giây bắt đầu. Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới bay vào vũ trụ là người nước nào? Là một nữ du hành gia Liên Xô. Câu hỏi này đã có 6 thí sinh trả lời đúng. Trong các chất lỏng sau đây, chất nào có chứa thành phần là axit? Giấm, rượu, nước đường, nước muối, 5 giây bắt đầu. Trong các chất lỏng sau đây, chất nào có chứa thành phần là axit? Giấm. Và 3 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Trước khi lên ngôi hoàng đế, anh hùng Nguyễn Huệ có tước hiệu gì? Dạ Trạch Vương, Đông Định Vương, Bắc Bình Vương, Vạn Thắng Vương, 5 giây bắt đầu. Trước khi lên ngôi hoàng đế, anh hùng Nguyễn Huệ có tước hiệu gì? Tước hiệu của anh hùng Nguyễn Huệ là Bắc Bình Vương. Câu hỏi này có 3 thí sinh trả lời chính xác. Con lạc đà chứa cái gì? Nước, mỡ, thức ăn thừa,
đầu. Cái bướu của con lạc đà chứa cái gì? Bướu của lạc đà chứa mỡ. Đã có hai thí sinh trả lời đúng câu hỏi này, chúc mừng các em. Sa mạc nào sau đây không thuộc châu Phi? Sahara, Somali, Atacama, Kalahari. 5 giây bắt đầu. Sa mạc nào sau đây không thuộc châu Phi? Atacama. Có duy nhất một thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Câu hỏi thứ 6 dành đến các thí sinh. Thức ăn chính của gấu trắng Bắc Cực là gì? Mật ong, rau xanh, trái cây, cá và hải cẩu. 5 giây bắt đầu. Thức ăn chính của gấu trắng Bắc Cực là gì? Thức ăn chính của gấu trắng Bắc Cực là cá và hải cẩu. Có 6 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Chúng ta hãy cùng nhìn lên bảng điểm để biết điểm số của các thí sinh sau 6 câu hỏi đầu tiên của vòng 1. Vị trí của các thí sinh lúc này như sau. Lê Trần Trúc Linh ghi được 4 điểm tạm thời ở vị trí dẫn đầu. 3 thí sinh còn 3 điểm là Ngô Thiên Thanh, Lâm Trịnh Minh Anh và Trần Nguyễn Quỳnh Như. Vẫn còn 3 câu hỏi nữa, các thí sinh hãy cố gắng ở những câu hỏi tiếp theo. Chúng ta bắt đầu câu hỏi số 7. Đại dương nào nằm giữa châu Âu, châu Phi và châu Mỹ? Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương. 5 giây bắt đầu. Đại dương nào nằm giữa châu Âu, châu Phi và châu Mỹ? Đó là Đại Tây Dương. Chúc mừng 3 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Trong thần thoại Hy Lạp, vị thần nào có hiện thân là một cậu bé có cánh mang cung tên? Thần mặt trời, thần trí tuệ, thần tình yêu và thần chiến tranh. 5 giây bắt đầu. Trong thần thoại Hy Lạp, vị thần nào có hiện thân là một cậu bé có cánh mang cung tên? Đó chính là thần tình yêu. Có 8 thí sinh đều trả lời đúng câu hỏi này. Câu hỏi thứ 9, câu hỏi cuối cùng của vòng 1. Nguyên liệu chính để chế biến phô mai là gì? Mỡ động vật, dầu thực vật, sữa động vật và bơ thực vật. 5 giây bắt đầu. Nguyên liệu chính để chế biến phô mai là gì? Được chế biến từ sữa động vật. Câu hỏi này có 3 thí sinh trả lời đúng. Vừa rồi báo hiệu vòng thi đầu tiên của chúng ta đã kết thúc. Và như vậy các thí sinh đã trải qua 9 câu hỏi. Hãy cùng nhìn lên màn hình để biết điểm số của các thí sinh. Và vị trí cũng đã có sự thay đổi. Vị trí dẫn đầu ghi được 6 điểm là thí sinh Lê Trần Trúc Linh. Các thí sinh cùng ghi được 5 điểm là Phạm Nguyễn Hà My, Lâm Trịnh Minh Anh, Trần Nguyễn Quỳnh Như. Các thí sinh ghi được 4 điểm là Phan Mai Chi, Ngô Thiên Thanh và hai thí sinh Võ Nguyễn Mai Ly cùng Nguyễn Ngọc Kim Ngân đã chia tay với chương trình chúng ta. Hai em sẽ ra về với phần quà là một phần học bổng trị giá 500.000 đồng và kỷ niệm chương của ban tổ chức. 6 thí sinh còn lại sẽ cùng tiếp tục đến với vòng 2 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Chào mừng quý vị, các bạn và các em đến với vòng 2 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Để bắt đầu vòng 2, các thí sinh sẽ cùng đến với trò chơi giải mã để chọn vị trí đứng và thứ tự ưu tiên. Chọn vị trí đứng và thứ tự ưu tiên rất quan trọng, bởi lẽ các thí sinh có thể chọn được lĩnh vực mà mình yêu thích. Bộ giải mã gồm 10 số từ số 0 đến số 9, mỗi số ứng với các ký tự, tương tự như là chiếc điện thoại di động của chúng ta. Hãy cùng nhìn lên màn hình để được biết về bộ giải mã. Ví dụ số 2 ứng với các ký tự A, B, C, số 3, D, E, F, số 4, G, H, I, v.v. Thí sinh sẽ được ban tổ chức cung cấp dãy số cùng với một gợi ý và phải giải mã trong thời gian nhanh nhất. Kết quả là một từ tiếng Anh. Thứ tự ưu tiên và vị trí của thí sinh phụ thuộc vào kết quả giải mã của các em. Sẽ có một ví dụ để các thí sinh dễ hình dung về trò chơi giải mã. Dãy số 42779, gợi ý cảm xúc. Chúng ta sẽ cùng giải mã. Số 4 ứng với ký tự H, số 2 A, số 7 B, số 7 tiếp theo B, số 9
kết quả của từ giải mã là happy, hạnh phúc. Còn bây giờ là đề thi giải mã dành cho các thí sinh ở vòng 2. Dãy số 3, 6, 4. Gợi ý loài vật. Mời các em. Đã có một thí sinh giải mã thành công. Thí sinh tiếp theo. Như vậy hai thí sinh đã giải mã thành công. Ba thí sinh giải mã thành công. Bốn thí sinh giải mã thành công. Kết quả của phần giải mã là Dog. Với kết quả giải mã, thứ tự của các thí sinh ở vòng 2 như sau. Vị trí số 1 là thí sinh Phạm Nguyễn Hà My. Vị trí số 2 Ngô Thi Khanh. Số 3 Phan Mai Chi. Tiếp theo Lê Trần Trúc Linh, Trần Nguyễn Quỳnh Như và Lâm Trịnh Minh Anh. Ở vòng 2, các thí sinh sẽ lần lượt lựa chọn hai lĩnh vực trên số 12 lĩnh vực hiển thị trên màn hình. Đó là các lĩnh vực lịch sử, địa lý, âm nhạc, thể thao, nghệ thuật, toán học, thế giới tự nhiên, văn học, tiếng Việt, kiến thức xã hội, danh nhân và thưởng thức cuộc sống. Mỗi lĩnh vực sẽ được chọn một lần. Trong 30 giây, thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi trong lĩnh vực của mình. Trả lời đúng ghi một điểm và sai thì không có điểm. Chúng ta sẽ chọn ra 3 thí sinh cao điểm nhất để có mặt ở vòng 3 chương trình ngày hôm nay. Lượt lựa chọn đầu tiên là của thí sinh Phạm Nguyễn Hà My. Chào My, lúc này em có hồi hộp không? Dạ, có. Là thí sinh đầu tiên của vòng 2, chắc chắn là cũng hơi hồi hộp đúng không? Em xin chọn lĩnh vực thế giới tự nhiên. Sông tự nhiên băng tuyết có nhiều nhất ở Bắc Cực hay Nam Cực? Nam Cực. Đúng. Sóng thần chủ yếu do động đất dưới đáy biển hay do bão gây ra? Động đất dưới đáy biển gây ra. Đúng. Để chân chất lỏng người ta dùng ống nghiệm hay bình cổ công? Ống nghiệm. Bình cổ công. Dầu và nước có thể hòa tan với nhau không? Không. Chính xác. Kiến có phải là động vật nhỏ nhất thế giới không? Không. Chính xác. Đường ray xe lửa được làm bằng thép hay bằng sắt? Sắt. Không chính xác. Gạch ngói cũng là một dạng đồ gốm. Đúng hay sai? Đúng. Hà My đã ghi được 5 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Chúc mừng em. Thí sinh tiếp theo Thiên Thanh. Anh có tự tin là mình cũng ghi được 5 điểm như bạn Hà My không? Dạ có. Hy vọng là như vậy. Em chọn lĩnh vực nào? Dạ em chọn lịch sử. 30 giây bắt đầu. Tấm băng đồ đầu tiên của loài người được làm bằng chất liệu thể tre hay đất sét? Thể tre. Đất sét. Truyền thuyết Âu Cơ Lạc Long Quân, Lạc Long Quân thuộc giống tiên hay nòi rồng? Giống tiên. Rồng. Vào thời nhà Trần, dân số nước ta khoảng 4 triệu hay 40 triệu người? 4 triệu. Đúng. Địa danh Rạch Gầm Xoài Muốt thuộc tỉnh nào hiện nay, Tiền Giang hay An Giang? An Giang. Tiền Giang. Khi ra trận Bà Triệu thường cưỡi voi hay cưỡi ngựa? Cưỡi voi. Đúng. Tín ngưỡng chủ yếu của cư dân Văn Lang là Phật giáo hay sùng bái tự nhiên? Sùng bái tự nhiên. Hoàn toàn chính xác. Và như vậy thì Phong ghi được 3 điểm với lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Chúc mừng em. Tiếp theo là lượt lựa chọn của Phan Mai Chi. Chi sẽ chọn lĩnh vực nào đây? Dạ em sẽ chọn lĩnh vực thưởng thức cuộc sống. 30 giây bắt đầu. Nếu để ra nhiều mồ hôi ngoài việc mất nước, cơ thể còn mất thêm chất gì? Mồ hôi. Muối. Để bảo quản quần áo, cách phơi quần áo tốt nhất là phơi trực tiếp dưới ánh mặt trời, đúng hay sai? Sai. Chính xác. Khi tắm nắng, người ta phải thoa kem chống nắng để tránh tác hại của tia gì? Tia nắng mặt trời. Tia tử ngoại. Khi mua thức ăn đóng hộp, điều trước tiên ta phải xem là chi tiết gì trên vỏ hộp? À, hạn sử dụng. Đúng. Để không hại sức khỏe khi chế biến thức ăn, ta nên không nên sử dụng quá nhiều gia vị nào? Bỏ qua. Bột ngọt. Thời gian học bài lý tưởng nhất là sáng sớm, giữa trưa hay chiều tối? Sáng sớm. Em đã có một câu trả lời chính xác. Và như vậy Mai Chi đã ghi được 3 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Chúc mừng em. Thí sinh tiếp theo Trúc Linh sẽ đến với lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Thưa chị Phương Thảo, em xin chọn lĩnh vực nghệ thuật. 30 giây dành cho Trúc Linh bắt đầu. Hội họa có phải là một loại hình nghệ thuật không? Phải. Đúng. Phim tài liệu có phải là một thể loại của điện ảnh hay không? Có. Chính xác. Phim hoạt hình có phải là một thể loại của điện ảnh hay không? Không. Sai. Ai đóng vai Quý Ròm trong phim Kính Vạn Hoa, Hùng Thuận hay Ngọc Trai? Ngọc Trai. Đúng. Hùng Thuận đóng chính trong phim Kính Vạn Hoa hay Đất Phương Nam? Kính Vạn Hoa. Đất Phương Nam. Diễn viên nào là trưởng nhóm kịch Nếu Lo? Bỏ qua. Thành Lộc. Nhân
vật ghét La La trong nhóm kịch Tiếu Lo là Thanh Thủy hay Hoàng Trinh? Thanh Thủy. Hoàn toàn chính xác. Tiết Linh đã có câu trả lời đúng ngay ở 2 giây cuối cùng. Và như vậy điểm số của em ở lượt lựa chọn đầu tiên là 4 điểm. Tiếp tục là thí sinh Quỳnh Như. Giờ đây Như sẽ lựa chọn lĩnh vực nào đây? Em chọn lĩnh vực địa lý. Những câu hỏi dành đến Quỳnh Như ở lĩnh vực địa lý bắt đầu. Ngôi chợ nào của Hà Nội được nhiều người biết đến nhất? Đỗ Hoa. Chợ Đồng Xuân. Đóng Tàu là ngành công nghiệp quan trọng nhất của thành phố Hồ Chí Minh hay Hải Phòng? Hải Phòng. Đúng. Vùng biển của nước ta có nhiều đảo nhất? Đỗ Hoa. Nước Australia có biên giới trên bộ với các nước khác không? Đỗ Hoa. Không. Múa mâm vàng là một điệu múa dân gian ở miền Bắc nước ta, đúng hay sai? Sai. Chính xác. Châu lục nào có dân số đông nhất thế giới? Châu Á. Đúng. Châu lục nào thì được gọi là Tân Lục Địa? Đỗ Hoa. Châu Mỹ. Quỳnh Như ghi được 3 điểm với lượt lựa chọn đầu tiên. 30 giây bắt đầu. Cẩu Thay là nhân vật trong truyện cổ nào của dân tộc Tày? Đỗ Hoa. Vũ Anh Tài. Hãy đọc vế tiếp theo để hoàn thành câu thành ngữ mật ngọt. Mật ngọt chết rồi. Đúng. Con bò trong ca dao Việt Nam là biểu tượng của người phụ nữ hay người đàn ông? Phụ nữ. Đúng. Thể thơ mà câu 6 tiếng và 8 tiếng nối tiếp nhau được gọi là thể thơ gì? Đúng. Ký sự là một thể loại văn xuôi hay văn vần? Văn xuôi. Đúng. Trong văn học cách tạo nhân vật là thú viết suy nghĩ như người là phương pháp nhân hóa. Đúng. Đúng. Sai. Đúng. Rowling là tác giả của truyện nổi tiếng nào? Harry Potter. Hoàn toàn chính xác. Minh Anh đã ghi được 6 điểm ở lượt lựa chọn đầu tiên của mình. Chúc mừng em. Chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình để biết điểm số của các thí sinh sau lượt lựa chọn đầu tiên. Ở vị trí dẫn đầu là thí sinh Minh Anh, em ghi được 6 điểm. Vị trí thứ hai Hà My, 5 điểm. Vị trí thứ ba Quốc Linh, 4 điểm. Còn một lượt lựa chọn nữa, mong rằng các thí sinh sẽ tiếp tục cố gắng để ghi thật nhiều điểm. Trở lại với lượt lựa chọn của thí sinh Hà My. Dạ, em chọn kiến thức xã hội. 30 giây bắt đầu. Nhắc đến An Giang, người ta thường nghĩ đến loại đường đặc sản nào? Bỏ qua. Thốt nốt. Ngoài mặt trăng, con người có đặt chân lên thiên thể nào khác hay không? Có. Không chính xác. Người ta thường gọi nước Đông Nam Á nào là xứ sở chùa tháp? Bỏ qua. Campuchia. Thấy người già mà không nhường chỗ ngồi có vi phạm nếp sống văn minh hay không? Có. Chính xác. Đơn vị hành chính nhỏ nhất ở thành phố Hồ Chí Minh là phường, xã hay quận, huyện? Xã. Đúng. Nguồn gốc của ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 là cuộc đấu tranh của nữ công dân nước Mỹ, đúng hay sai? Đúng. Hoàn toàn chính xác. Em đã ghi thêm được 3 điểm, nâng tổng số điểm của em lúc này là 8 điểm. Chúc mừng em. Thì đây là lượt lựa chọn của Thiên Thanh. Dạ chị, em chọn danh nhân. 30 giây bắt đầu. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người gốc Huế hay Hà Nội? Huế. Đúng. Nghệ sĩ nhân dân Huy Thành là đạo diễn sân khấu hay điện ảnh? Điện ảnh. Đúng. Ở thành phố Hồ Chí Minh có đường Đồng Đen. Đồng Đen là địa danh hay bí danh của liệt sĩ Nguyễn Văn Kiệm? Bỏ qua. Bí danh. Trong ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, ai có tên là Quang Bình? Nguyễn Huệ. Đúng. Thi sĩ chống Mỹ nào trước khi bị địch bắt đã 3 lần mua to Hồ Chí Minh mua năm? Bỏ qua. Nguyễn Văn Trỗi. Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải đã được vua nước nào tặng huân chương mặt trời mọc? Em không có câu trả lời, đó là vua Nhật Bản. Như vậy, Thiên Thanh đã ghi thêm được 3 điểm ở lượt lựa chọn của mình, nâng tổng số điểm cho em là 6 điểm. Tiếp tục là lượt lựa chọn của Mai Chi. Thưa chị Phương Thảo, em phải chọn chủ đề là tiếng Việt. 30 giây bắt đầu. Tìm chủ ngữ trong câu nghe thấy tiếng động đàn sếu hốt hoảng bay lên. À, hốt hoảng. Đàn sếu. Tính từ trong câu mẹ vừa mua cho bé một cái áo mới là gì? Mới. Đúng. Tìm động từ trong câu những hạt mưa đầu tiên rơi lộp bộp trên mái tôn. Lộp bộp. Rơi. Tìm vị ngữ trong câu tôi không biết nó đi đâu. Không biết nó đi đâu. Đúng. Tìm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu mỗi ngày trên đường về tôi đều thấy chị ấy. Mỗi ngày. Trên đường về. Đỏ ối và đỏ cây là hai từ như thế nào với nhau? Khác nhau. Hai từ đồng nghĩa. Kết thúc lượt lựa chọn thứ hai của mình thì Mai Chi đã ghi thêm được 2 điểm. Chúng ta sẽ cùng nhìn lên bảng xếp hạng để được biết vị trí của các thí sinh đến thời điểm này. Tạm thời ở vị trí dẫn đầu là thí sinh Hà My, em ghi được 8 điểm. Vị trí thứ hai thì về hai thí sinh ghi được 6 điểm, Ngô Thiên Thanh và Lâm Trịnh Minh Anh. Chúng ta sẽ còn 3 lượt lựa chọn của các thí sinh. Tiếp theo là thí sinh Trúc Linh. Thưa chị Phương Thảo, em xin chọn chủ đề âm nhạc. 30 giây bắt đầu. Nốt pha đứng sau nốt nào trong thang âm?
nhạc mi. Thể loại âm nhạc đại chúng dễ nghe ở phương Tây gọi là nhạc pop hay nhạc rock. Loại nhạc du dương xuất phát từ cộng đồng da đen ở Mỹ gọi là nhạc blues hay nhạc rock. Blues. Đúng. Nhạc sĩ được xem là người sáng tác nhạc giao hưởng đầu tiên ở Việt Nam là Hoàng Việt hay Hoàng Hiệp? Hoàng Việt. Đúng. Nhạc sĩ Hoàng Việt tên thật là Lê Chí Trực, đúng hay sai? Sai. Câu trả lời này chưa chính xác. Và như vậy Trúc Linh đã ghi thêm được 2 điểm. Chúc mừng em. Chúng ta tiếp tục với lựa chọn của Quỳnh Như. Em chọn lĩnh vực toán học. 30 giây dành cho Như bắt đầu. 1 giờ có bao nhiêu giây? Đổ qua. 3600. Hãy trả lời nhanh. 4 phần 3 nhân cho 3 phần 4 là bao nhiêu? Đổ qua. 1. Hãy tìm nhanh bộ số chung nhỏ nhất của 15 và 25. Đổ qua. 75. Tam giác cân có một góc 60 độ còn được gọi là tam giác gì? Đổ qua. Tam giác đều. Nếu 1 hecta bằng 10.000 mét vuông thì cũng bằng bao nhiêu hecto mét vuông? Đổ qua. 1 hecto mét vuông. Số tự nhiên 2535 có chia hết cho 9 và 3 không? Quỳnh Như đã ghi thêm được 1 điểm cho mình, chúc mừng em. Chúng ta còn lại lĩnh vực lựa chọn cuối cùng, lĩnh vực thể thao, thuộc về sự lựa chọn của thí sinh Minh Anh. 30 giây bắt đầu. Trong số những cây vợt dùng trong thể thao, vợt của bộ môn nào nặng nhất? Bóng bàn. Vợt tennis. Chạy 100m là một nội dung thi đấu của bộ môn thể thao nào? Điền kinh. Đúng. Chúng ta phải làm gì trước khi chơi thể thao để tránh bị chấn thương? Khởi động. Đúng. Ở các nội dung thi đấu tiếp xúc trong thể thao, thường mỗi đội có bao nhiêu vận động viên? 8. 4. Hiện nay môn bơi nghệ thuật thường chỉ dành cho phái nào? Nữ. Đúng. Ở môn bơi ngửa, vận động viên phải xuất phát ở dưới nước hay trên bờ? Trên bờ. Dưới nước. Kiểu bơi của con vật gì được áp dụng vào môn bơi lội? Ếch. Đúng. Minh Anh đã ghi thêm được 4 điểm nâng tổng số điểm của em lúc này là 10 điểm. 12 lĩnh vực đã được lựa chọn và bây giờ là điểm số dành cho các thí sinh. Bảng điểm đã có sự thay đổi, dẫn đầu là thí sinh Lâm Trịnh Minh Anh, em ghi được 10 điểm. Vị trí thứ hai là Nguyễn Hà My 8 điểm. Hai thí sinh Ngô Thiên Thanh và Lê Trần Trúc Linh đều được 6 điểm. Thí sinh Phan Mai Chi 5 điểm và Quỳnh Như 4 điểm. Mai Chi và Quỳnh Như sẽ là hai thí sinh chia tay với chương trình. Hai thí sinh Thiên Thanh và Trúc Linh sẽ cùng tiếp tục đến với vòng thi loại trực tiếp, hình thức thi xếp đáp án. Thể lệ như sau, màn hình sẽ có hai cột gồm các cặp từ tương ứng với nhau nhưng đã bị xáo trộn. Các thí sinh phải sắp xếp lại các cặp từ cho phù hợp với nhau. Thí sinh nào ghép đúng và nhanh hơn sẽ có mặt ở vòng 2 của chương trình. Và sau đây là một ví dụ dành đến các thí sinh. Ví dụ chúng ta có hai cột. Cột 1 các loại hoa gồm hoa ban, hoa đào, hoa mai, hoa violet. Cột 2 màu sắc gồm trắng, vàng, tím, đỏ. Các thí sinh phải ghép lại cho đúng như sau. 1A, 2D, 3B và 4C. Và bây giờ là bộ đề thi ở phần ghép đáp án dành đến thí sinh Thiên Thanh và Trúc Linh. Cột 1, món ăn gồm cơm, bánh chưng, đậu phụ, bơ. Cột 2, nguyên liệu gồm đậu nành, sữa, gạo nếp, gạo tẻ. Kết quả của phần thi ghép đáp án như sau. 1D, 2C, 3A, 4B. Chúc mừng thí sinh Trúc Linh sẽ tiếp tục có mặt ở vòng 3 của chương trình. Như vậy ba thí sinh có mặt ở vòng 3 là Minh Anh, Hà My, Trúc Linh. Ba thí sinh còn lại sẽ chia tay với chương trình. Các em sẽ được nhận học bổng trị giá 500.000 đồng và một kỷ niệm chương của chương trình Tìm Người Thông Minh. Và một lần nữa hãy chúc mừng ba thí sinh đến với vòng 3 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Để bắt đầu vòng 3 tương tự như ở vòng 2, các thí sinh sẽ đến với trò chơi giải mã để chọn vị trí đứng và thứ tự ưu tiên. Bộ giải mã vẫn không có gì khác hơn so với vòng 2 của chương trình, vẫn có 10 số từ số 0 đến số 9. Thí sinh sẽ được ban tổ chức cung cấp một dãy số cùng với gợi ý và xin được lưu ý kết quả là một từ tiếng Anh. Bộ giải mã của các thí sinh ở vòng 3 như sau. Dãy số 836647. Gợi ý quần vợt. Mời các em
của chúng ta đó là từ tennis. Sau phần thi giải mã, thứ tự ưu tiên của các thí sinh ở vòng 3 như sau. Vị trí số 1, Phạm Nguyễn Hà My. Vị trí số 2, Lê Trần Trúc Linh. Vị trí số 3, Lâm Trịnh Minh Năm. Ở vòng 3 sẽ có 36 ô ứng với 36 câu hỏi. Trong đó có 6 câu hỏi ở mức độ khó, 6 câu hỏi ở mức độ vừa và 24 câu hỏi dễ. Thí sinh sẽ lần lượt lựa chọn và trả lời 5 câu hỏi. Thời gian tối đa mỗi câu là 10 giây. Trả lời đúng một câu hỏi khó, các em ghi được 3 điểm. Một câu hỏi vừa ghi được 2 điểm. Một câu hỏi dễ ghi được 1 điểm. Nếu như thí sinh chọn và trả lời đúng liên tiếp 5 câu trong cùng một hàng, hàng dọc, hàng ngang hoặc hàng chéo, thì ngoài số điểm ghi được, các em còn được cộng thêm 5 điểm ở phần thi này. Lựa chọn của các thí sinh được thể hiện bằng một màu khác nhau. Thí sinh Phạm Nguyễn Hà My, màu đỏ. Thí sinh Lê Trần Trúc Linh, màu vàng. Và Lâm Trịnh Minh Anh, màu xanh. Thí sinh đầu tiên đến với phần lựa chọn câu hỏi ở vòng 3 là thí sinh Hà My. Dạ, em chọn câu hỏi số 35. Câu hỏi số 35 là một câu hỏi ở mức độ dễ. Nhà thơ đồng thời làm quan triều Nguyễn là bạn thân của Nguyễn Khuyến. Vì không có câu trả lời, đó là nhà thơ Dương Khuê. Chúng ta tiếp tục gặp gỡ thí sinh thứ hai, Trúc Linh. Thưa chị Phương Thảo, em xin chọn ô số 8. Câu hỏi số 8 là một câu hỏi ở mức độ dễ. Tác phẩm nào của Nguyễn Gia Thiều phản ánh thực trạng chế độ cung nữ thời Lê Trịnh? Trúc Linh chưa có câu trả lời, đó là tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc. Chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn của thí sinh Minh Anh. Dạ, em chọn số 5. Câu hỏi số 5 cũng là một câu hỏi ở mức độ dễ. Thơ Thơ là tập thơ đầu tiên của nhà thơ Hàn Mặc Tử, đúng hay sai? Dạ, sai. Một điểm dành đến Minh Anh với câu trả lời này. Thơ Thơ là tập thơ của nhà thơ Xuân Diệu. Chúng ta trở lại với lượt lựa chọn của thí sinh Hà My. Dạ. Dạ, em chọn câu hỏi số... Câu hỏi số 9 cũng là một câu hỏi ở mức độ dễ. Tác phẩm có giá trị của Vũ Ngọc Phan là nhà văn hiện đại hay thi nhân Việt Nam? Thi nhân Việt Nam. Câu trả lời của em chưa chính xác. Đó là tác phẩm nhà văn hiện đại. Tiếp theo là lượt lựa chọn của Trúc Linh. Thưa chị, em chọn ô số 18. Ô số 18, một câu hỏi ở mức độ dễ. Đại hội thể dục thể thao của học sinh phổ thông toàn quốc có tên gọi là gì? Có tên gọi là Hội Khỏe Phù Đổng. Lượt lựa chọn tiếp theo thuộc về Minh Anh. Dạ, em chọn câu số 4. Câu hỏi số 4 là một câu hỏi ở mức độ dễ. Để quyết định phần sân và quyền giao bóng trước, trọng tài bóng đá phải làm động tác nào? Thổi kèn. Không phải là thổi kèn mà là tung đồng xu. Chúng ta sẽ trở lại với lượt lựa chọn của Hà My. Dạ, em chọn câu hỏi số 1. Bài thơ Sóng là của nhà thơ Xuân Quỳnh hay Xuân Diệu? Dạ, là của nhà thơ Xuân Diệu. Bài thơ này của nhà thơ Xuân Quỳnh. Tiếp tục là lượt lựa chọn của Trúc Linh. Thưa chị, em chọn ô số 30. Một câu hỏi ở mức độ dễ. Loài voi truyền tin cho nhau ở khoảng cách xa bằng cách dậm chân và cách nào nữa? Rống. Và Trúc Linh đã có một câu trả lời chính xác. Chúc mừng em đã ghi được một điểm ở phần 3.
lựa chọn của Minh Âm. Dạ em chọn câu số 15. Kiến trúc nào của Trung Quốc vừa được thế giới bầu chọn là kỳ quan mới của nhân loại? Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành hoàn toàn chính xác. 2 điểm cho đến Minh Âm. Chúng ta sẽ cùng nhìn lên bảng điểm để biết vị trí của các thí sinh. Dẫn đầu là thí sinh Minh Âm, em ghi được 3 điểm. Tiếp theo là Trúc Linh ghi được 1 điểm. Và Hà My hãy cố lên, em chưa ghi được điểm nào, vẫn còn 2 lượt lựa chọn dành đến em. Mời Hà My. Dạ em chọn câu hỏi số 20. Một câu hỏi ở mức độ vừa, hy vọng em sẽ ghi được 2 điểm cho mình. Nhạc sĩ nào là tác giả bài quốc ca của nước ta? Nhạc sĩ Văn Cao. Hà My đã chưa ghi điểm. Tiếp theo xin mời Trúc Linh. Em chọn ô số 28. Ô số 28, một câu hỏi ở mức độ dễ. Bài hát nào có câu "Bay về đâu thế đàn cò trắng ơi"? Bài hát Vầng Trăng Cổ Tích. Chúng ta tiếp tục đến với lượt lựa chọn của Minh Anh. Vậy em chọn ô số 1. Ô số 1 là một câu hỏi ở mức độ dễ. Nhạc sĩ nào là tác giả của hầu hết các bản hành khúc của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh? Minh Anh không có câu trả lời. Đó là nhạc sĩ Phong Nhã. Chúng ta sẽ tiếp tục với lượt lựa chọn cuối cùng của các thí sinh. Mời Hà My. Dạ em chọn câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3, một câu hỏi ở mức độ khó. Tiểu thuyết nào của Vũ Trọng Phụng trùng tên với một vở kịch của nhà soạn kịch Nga Ostrovsky? Rồi, tiêu luôn. Đó là tiểu thuyết Dông Tố. Lượt lựa chọn cuối cùng của thí sinh Trúc Linh. Thưa chị, em chọn ô số 20. Khi tay bị chạm nóng bất ngờ, theo phản xạ, người ta hay sờ lên bộ phận nào trên cơ thể? Vành lỗ tai. 2 điểm dành đến những câu trả lời này. Chúc mừng em. Em chọn ô số 8. Dẫn chương trình Hát Với Ngôi Sao với ca sĩ Nguyên Vũ là ca sĩ nào? Yến Trang. Ngay ở giây cuối cùng, Minh Anh đã có câu trả lời đúng. Chúc mừng em. Và như vậy, Minh Anh đã nâng điểm số của mình lên 4 điểm. Hãy cùng nhìn lại bảng điểm để biết vị trí của các thí sinh. Thí sinh Minh Anh ghi được 4 điểm. Vị trí thứ nhì, em ghi được 3 điểm. Và Hà My, em giành được giải ba của chương trình hôm nay. Chúc mừng các thí sinh. Và bây giờ Phương Thảo muốn mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ 3 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình hôm nay. Chúc mừng Hà My, em sẽ ra về với một phần học bổng trị giá 1 triệu đồng. Chào em, Trúc Linh sẽ ra về với một phần học bổng trị giá 1.500.000 đồng. Và chúc mừng Minh Anh, em đã rất xuất sắc trong chương trình ngày hôm nay. Phần thưởng dành đến em là một học bổng trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, các thí sinh sẽ nhận được kỷ niệm chương của ban tổ chức chương trình. 2 thí sinh Trúc Linh và Minh Anh sẽ gặp lại quý vị trong cuộc thi bán kết của chương trình Tìm Người Thông Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Mesa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18:15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.